Hello mọi người, lại là Mika đây. Mình sẽ dẫn mọi người đi tiếp năm nhà hàng nữa Halifax và mình cảm thấy là đáng đồng tiền bát gạo nha. Quán đầu tiên là phở Maniac. Quán này thì chắc chắn chủ là người Việt bởi vì mình đã nhìn thấy bàn thờ ông Địa ở trên đồng tủ của họ. Và tùy vào khẩu vị của mỗi người, một số bạn thì cho rằng quán này bán bún bò và phở không có được ngon lắm. Nhưng mà mình thật ra là một người cũng khá dễ ăn. Khi mà mình thử món bún bò ở đây thì mình cảm thấy khá là ok. Mình đi với một vài người bạn. Hôm đó thì có promotion phở 10 đồng cho nên là mọi người gọi phở ăn. Theo như hương vị thì mình thấy cũng rất là ok. Cái sợi phở ăn cũng rất là mềm. Thịt thì cũng vừa phải. Không phải là xuất sắc như là ở Việt Nam, không có nhiều rau nhưng mà mình thấy là rất là tạm ổn đó. Quán tiếp theo là Sugar Marmalade. Quán này được rất là nhiều người trong cộng đồng châu Á ưa thích bởi vì có món đá bào rất là ngon. Menu của họ rất là đa dạng, từ các món ngọt của Đài Loan, Hồng Kông cho đến những món bánh ngọt, món cơm, món mì. Bạn mình có thử món mì udon cay của kiểu Sichuan thì phải, được khen rất là ngon. Mình thì ăn thử gà chiên có sốt kim chi, ăn thì cũng cảm thấy thú vị nhưng mà mình thấy là hình như kim chi không có được tươi cho lắm. Không biết nữa, tại vì lúc ăn thì về cảm thấy hơi hơi khó chịu trong bụng. Mà còn món đá bào của họ thì miễn chê luôn, mình có thể chọn lựa những hương vị phù hợp để mình kết hợp lại với nhau. Mình thử được hai loại, một loại là đa phần vị dưa lưới ngọt rất là vừa miệng nha. Lần thứ hai mình đi thì mình gọi đa phần là cái vị trà xanh do là bạn mình không có thích ăn ngọt, cũng rất là ok luôn. Tụi mình còn có thử ăn bánh crepe ở đây nữa. Ở bánh crepe họ sử dụng kem khá là nhiều, nếu mà bạn không thích whipping cream thì có lẽ là sẽ không thích món này. Và về cá nhân của mình á, thì cái nhân sầu riêng, dâu và chuối và xoài của họ nhân nào cũng ngon hết, và đặc biệt nhân sầu riêng á, nó tạo cái hương vị rất thú vị, rất là mới lạ luôn. Ở trong menu thì kem của họ là vị vani nhưng mà mình cũng có thể yêu cầu đổi thành vị matcha. Giá cả của quán món nào mình cũng cảm thấy là rất là vừa phải luôn đó, không có phải là mắc so với lại thị trường. Quán tiếp theo cũng là một nơi được ưa thích của người địa phương, đó là Chutiri. Chutiri có một cái sự đặc biệt, đó là franchise của một hãng trà xanh nổi tiếng ở Kyoto. Ở đây thì họ tập trung chỉ bán trà xanh, lâu lâu sẽ có những cái món ăn và món nước đặc biệt của theo mùa như là Sakura, hay là mùa hè thì là Yuzu. Mình giới thiệu quán này cho một người bạn đến từ Saint John thì bạn mình rất 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 là mê luôn. Và hôm đó thì mình có thử món mochi có nhân matcha nè, họ còn có cheesecake, tiramisu, pudding, rất là nhiều loại luôn đó. Tuy nhiên giá thì có vẻ là hơi cao. Thật ra thì theo cái mặt bằng chung của người Nhật thì có lẽ là không đến nổi. Hôm sau quay lại thì tụi mình có ăn thử mì udon và mì soba của quán, cực kỳ ngon. Mì soba có thơm vị mè do họ sử dụng dầu mè và trộn vào chung với lại rau. Hương vị của rau cũng rất là tươi luôn. Mì udon thì thôi khỏi nói, tô mì có cái sự béo của mỡ do hầm xương và thịt tan ở trong miệng luôn đó. Ngoài ra thì tụi mình còn có thử nước trà xanh nè, kem trà xanh nè, đá bào trà xanh, đá bào matcha và đá bào hochicha mix với nhau cùng thêm một chút yuzu. Lần thứ hai mình quay lại thử món cũng là mix giữa hochicha và matcha nhưng mà có bánh ở trên đó. Loại bánh này thì không có đặc biệt là để ăn cho nên là như là không có cái gì hết, chỉ là một cái khuôn vậy thôi. Tiếp theo thì tụi mình đến một cách rất là tình cờ thôi, bởi vì lúc đang đi thì lại nhìn thấy đó là Buta Ramen. Nhưng mà Buta Ramen cũng là một trong những quán ăn được mọi người ở Halifax ưa thích, cũng tùy vào cái thời điểm thì menu của họ sẽ khác nhau. Nếu mọi người thích ăn mì ramen mà không bị mặn á thì ở đây mình cảm thấy rất phù hợp luôn đó nha. Và tiệm cuối cùng của danh sách ngày hôm nay là Chapathai, nên để ý là biển hiệu ở một đầu và cửa của cửa hàng ở một đầu đó nha. Ở đây đặc biệt là họ còn có thang máy dành cho người đi xe lăn nữa cơ, thiết kế rất là thú vị luôn đó ha. Và Chapathai là một trong những thương hiệu rất là được ưa thích và hương vị rất là phù hợp với cả người Thái và người Việt. Quán đặc biệt có món mực chiên giòn xào tỏi rất là ngon luôn á nha. Lần nào mình ghé qua mình cũng phải gọi món mực xào tỏi này hết á. Mình đã từng ăn thử món cashew chicken, nghe nói món này đường rất là nhiều thực khách ưa thích. Và món pad see ew nghe rất là thú vị ha, thì nó cũng gần giống như là pad thái nhưng mà mình cảm thấy là cả hai món này đều có vị khá mặn cho nên là nếu mà mọi người muốn ăn lại một chút nên gọi thêm cơm trắng đó nha. Hy vọng là video này sẽ dẫn mọi người đến những nơi thật là ngon miệng để mọi người có thể enjoy Halifax hết sức có thể nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye bye.